Minh Toàn xin mến chào quý bà con cô bác. Hôm nay Minh Toàn đang có mặt ở trên tuyến đường Lê Trọng Tấn, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. Và vào thời điểm này, cách đây 2 ngày trước thì hôm qua, ngày kia thì là Hà Nội có một số cái trận mưa rào. Tuy không lớn lắm nhưng làm cho các tuyến đường của Hà Nội là đều trong tình trạng ngập như ngày hôm nay. Và đây thì Minh Toàn cũng đang đứng tại một cái điểm ngập ở cái khu đô thị Nam An Khánh. Đây, Nam An Khánh, quý bà con cô bác. Và tình trạng ngập như thế này thì ở Hà Nội xảy ra rất là nhiều. Và khi mà ngập như thế này thì các xe lưu thông rất là vất vả. Như quý bà con cô bác cũng đang thấy là xe máy đi qua thì không dễ dàng gì đi qua, như anh chàng này trước khi các bạn mà đang xe đang bị chết máy mất rồi. Đấy, xe đang bị chết máy rồi. Và như quý bà con cô bác đang ở đây, cái anh này đấy, anh trai này đang ngồi trên cái xe kéo ấy, thì anh sẽ là kéo cho các cái giúp các xe máy đi qua mà qua cái đoạn ngập này, với cái giá không phải là 10.000, 20.000 mà là giá 50.000 một cái xe máy và người. Và đây thì như bà con cô bác cũng đang chú ý là các xe ô tô đi qua rất là dễ dàng, không bị ngập, ở cái điểm này là ngập ít nhưng mà các điểm khác thì cũng ngập rất là nhiều. Như thế mà các xe ô tô đi qua cũng rất là vất vả. Đây, như anh này thì đang xe bị chết máy mất rồi. Ôi, hai mẹ con nhà này đi liều quá, có chạy con đi mà liều quá. Thì tình trạng ngập ở Hà Nội ngày nay rất là nhiều các bạn ạ. Khi thoát nước rất là chậm, đây, như anh này vất vả quá. Và khi mà đây là một cái nghề mà rất là dễ bắt gặp khi mà quý bà con cô bác về với Hà Nội trong những cái thời tiết mưa gió vào mùa mưa như thế này. Đây là một cái hình ảnh quen thuộc của một anh chàng xe kéo giúp cho các xe máy lưu thông qua. Ban đầu Minh Toàn cũng tưởng là với kéo một xe máy và người qua thì chỉ mất khoảng 10-20 ngàn thôi, nhưng mà không phải quý vị và các bạn ạ. Ở đây nếu mà khi mà quý vị các bạn muốn qua đây vùng này thì ít nhất là cũng phải 30 ngàn, mà còn không. Nước rất là lớn láng luôn. Anh này anh hoạt động rất là nhiều. Đây, các bà con cô bác nhìn ở chỗ này nhé. Đây. Thì đây cũng là một cái nghề mà nhiều người bắt gặp được khi về với Hà Nội. Và Hà Nội thì được các bạn trẻ gọi với một cái tên rất là quen thuộc và hài hước, đấy là Hà Nội. Hà Nội tức là lội nước. Các bạn cũng đang thấy là đôi chồng này bế em nhỏ qua đây thì đi bộ được, đi xe máy qua đây thì hơi là khó, biết là anh này đi qua không qua được rồi. Máy đã chỉ có rắc thôi bà con cô bác ạ. Và đây một anh nữa chết máy luôn, không chết được, anh đi được rồi. Và mến thưa bà con cô bác thì khi mà chúng ta đi qua những cái điểm ngập lụt này thì bà con cô bác nếu đi chúng ta đi ô tô thì sẽ dễ dàng hơn, nhưng mà chúng ta mà đi xe máy thì bà con cô bác cũng chú ý là chúng ta đi ga tốc độ lớn dần lên và không nên giảm ga, bởi vì hoặc là giảm ga đột ngột, và cũng không nên giảm ga bởi vì là khi mà giảm ga như thế này là xe nước nó sẽ vào trong ống xả và máy thì xe nó sẽ bị chết máy như này.
đây là một thanh niên, nhưng mà cũng thanh niên con trai mà đi qua rất là khó khăn vất vả rồi bà con ạ. Và đây quý bà con cô bác đang nhìn thấy, từ sáng giờ anh này với toàn đứng quan sát thì anh này anh chở rất là nhiều người qua khu này rồi. Và đây đây một đôi nữa là xe đang bị chết máy rồi. Qua được rồi, qua được rồi, cố lên chút nữa nào. Ôi qua rồi, giỏi quá. Đây. Đây là một cái để mà chúng ta một phương pháp chúng ta qua những cái chỗ lụt lối của Hà Nội ngày nay. Và không biết là với như thế này thì anh sẽ đưa cô này qua bằng kiểu gì nhé. Đây, người chở người, xe chở xe. Qua được rồi, qua rồi chúng ta còn một hình ảnh rất là quen thuộc ở Hà Nội. Các bạn trẻ gọi với Hà Nội của chúng ta với một cái tên khá là hài hước, không sai, đấy là Hà Nội, lội nước. Hà Nội là lội nước đó. Và đây cũng là tiện thể cho một cái buổi mà anh ở đây anh có thể anh rửa xe được luôn. Đấy. Chứ bà con cô bác cũng đang thấy là không biết là anh này qua không. Qua được rồi. Đấy. Bà con bác thấy khi mà chúng ta ga xe máy nó tăng dần lên thì chúng ta sẽ qua được cái này dễ dàng, nhưng mà khi mà chúng ta mà không ga được thì mà chúng ta giảm ga thì xe nó rất là dễ bị chết máy. Và ở đây thì các bác bảo vệ cũng đặt một số cái chỗ nào mà có khu ga, đặt những cái như này để cho biết dân tình biết được là ở đấy là có một cái hố ga. Đi qua những cái vùng lụt lội này thì bà con các bác cũng chú ý thân trọng nhé, chứ không thì đấy là người ta còn đặt cái một cái vật để mà mình còn biết được là hố ga. Nhưng mà có nhiều nơi mình toàn đi là người ta chưa kịp đặt thì nhiều xe húc vào đấy và bị tai nạn rất là nhiều. Ô anh chàng này đi qua không, gần chết máy, đi qua được rồi. Và tình trạng này thì xảy ra tại cái tuyến đường Lê Trọng Tấn thuộc quận Hà Đông, thành phố Hà Nội của Việt Nam chúng ta. Các ô tô thì đi qua hầu như là cũng khá là dễ dàng bởi vì đường ngập này cũng chưa phải là ngập lớn lắm. Không biết là các cái thanh niên này có đi qua được không, chắc là anh Grab này là anh đi cũng có kinh nghiệm rồi. Đấy, nên đi rất là dễ dàng. Nhưng ai đi mà không có kinh nghiệm như
nhất là về các chị em thì không biết được là các chị em cảm thấy có khó khăn khi đi qua những chỗ này không. Nội bộ ra qua còn khó bà con cô bác ạ. Như thanh niên này đã bị chết máy rồi. À không chết máy, rất là may. Hai thanh niên này có đi qua không? Không qua rồi. Dừng xe như thế. Rất là bật. Đi qua đây rất là vất vả. Đây, anh chàng này đã vừa đi qua có qua không? Anh đi cũng khá là điềm đạm, bình tĩnh. Đây là một cái nghề mà quý vị và bà con cô bác rất là dễ bắt gặp khi về với Hà Nội, là xe chở xe người chuyển người như thế này. Và một lần qua như thế này là ít nhất cũng 30.000, còn không là 50.000 quý bà con cô bác ạ. Mình toàn lúc sáng toàn đứng ở đây nhưng mà cứ tưởng là 10.000, 20.000 thôi, nhưng mà hóa ra lúc hỏi lên mới biết được là giá cả là ít nhất là 30.000, còn không là 50.000. Đây, chị này qua không? Ồ, rất là tốt. Về lượng nước bây giờ cũng đã rút xuống. Thì đây là một cái, đây, cái vật con của bác đang nhìn thấy. Đây đằng kia là xe chở xe, người chở người đấy. À, toàn zoom lại nó tí để cho con của bác nhìn rõ hơn. Và cái độ thoát nước ở Hà Nội thì không được tốt lắm, mà vào mùa mưa lũ thì hầu như các tuyến đường đều bị ngập. Như anh này, anh sẽ chọn cái giải pháp là rắc. Đó, rắc chứ không đi. Nhiều người đi ở đây thì đi rất là bình tĩnh và chết máy. Bắt đầu từ ga nhỏ đến ga to, ga đều tăng dần lên, chứ chúng ta cũng không nên giảm ga. Giảm ga một cái là xe nước nó vào, cái là xe bị chết máy ngay. Để theo dõi những cái video mới thú vị của kênh của Linh Toàn, rất mong quý bà con cô bác hãy nhấn nút đăng ký ở đấy là miễn phí quý bà con cô bác nhé, để đăng ký để theo dõi những video mới thú vị từ Hà Nội cũng như là Việt Nam của chúng ta ngày nay, và cũng là để cho quý vị anh chị và các bạn, đấy là một cái hành động của bà con cô bác là ủng hộ kênh để kênh này càng có động lực ra nhiều video mới về thú vị hơn, để phục vụ quý vị anh chị và bạn được tốt hơn. Đây, bạn đang thấy một điểm ngập lụt ở đây. Thì máy cũng khá là nhiều dung lượng, nhưng toàn xin dừng video ở đây ạ. Okay.
nam ăn được cái gì? Nằm đâu nằm đấy. Không, việc cũng không nhẹ đâu, xe nặng nhưng việc cũng nhẹ. Gracias.